lâng lâng và buồn buồn. Lập à, đọc lại Ngẫu Hứng 20, cứ thấy thiếu thiếu, anh viết bổ sung đôi dòng. Chúng ta đã từng vạ vật đủ nghề lăng nhăng để khỏi đói, rồi cũng may mắn anh được làm nhạc sĩ, còn em làm nhà văn. Chắc trời phân công công tác như vậy. Ngày nọ, thằng Khanh Khú rủ anh đi quán cà phê nhạc ở Vũng Tàu. Có cô ca sĩ hát rất hay bài Ngũ Sắc Biển, anh mới viết. Lần đầu bài hát biển dành cho người dân biển nghe, anh thấy lâng lâng lại lâng lâng em ạ. Nhìn bóng cô bé ra lấy xe, tiếp tục nổ máy tằng tằng đi hát show khác, anh chỉ thấy bùi ngùi. Ngày trẻ mình cũng chạy show như điên để kiếm sống như thế. Một năm sau, không biết trong câu chuyện gì đó, Khanh Khú kể: cô gái ấy sống một mình trong một biệt thự ngon lành, cỏ mọc hoang vu do bố mẹ vượt biên để lại. Bao nhiêu tiền đi hát, cô dành cho nghĩa trang riêng cô ấy mua để chôn những đứa trẻ đã chết khi chưa kịp chào đời. Những đứa trẻ bị người ta bỏ rơi trong bệnh viện, trước cửa chùa, trong thùng rác, những bài bào thai xấu số. Có ngày cô ấy gặp em than: hôm nay em phải chôn cả chục đứa bé, nghe rợn người. Cứ đến mùng 1 tháng 6, rằm tháng 8 hay tháng gì đó của những linh hồn cô độc lang thang, người ta thấy giữa những khu đất có chủ bỏ hoang vì đóng băng bất động sản, có một vầng sáng hắt lên bầu trời đen, vầng sáng ấm áp từ khu đất riêng của cô gái, ánh sáng lung linh của những ngọn nến bé nhỏ trên những ngôi mộ bé nhỏ. Ngôi mộ nào cũng có một cái tên cô ấy tự đặt: búp bê, đèn kéo quân và hoa rải rác đầy nghĩa trang. Người ta còn nghe đâu đó tiếng nhỏ nhẹ hát ru và lời thì thầm của cô ca sĩ nghèo. Sao cô ấy không theo gia đình về Mỹ? Chả biết. Cô ấy không muốn đi đâu, không lấy chồng, không ăn cơm chợ, đi hát quán. Đêm đêm trở về thầm thì với những linh hồn bé bỏng ngoài nghĩa trang của riêng mình. Khanh có bịa không đấy? Không tin ngày mai mùng 1 tháng 6 anh đi với em. Anh nhát chả dám đi, chỉ thấy buồn buồn. Nếu là nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa thì Lập nên đi thực tế hiện trường, có khi viết được cái gì đó về một hiện thực đẹp đẽ. Anh thì không. Kể lại thế thôi, đã thấy mình giống Bồ Tùng Linh rồi. Anh không viết được văn, vì nhà văn phải tính kỹ lắm trong cấu trúc văn chương. Làm gì gán được ông Đỗ Nhuận với nghĩa trang, cô ca sĩ và nghề chỉ trò trò. Những câu viết lan man mới là văn của kẻ viết nhạc, suốt đời hát những câu ca lan man. Anh chỉ biết chỉ làm được nhạc thôi. Âm nhạc dù sao cũng vẫn còn là vòm cây mơ mộng bé xíu để những đứa bé nhát gan như anh trốn vào. Âm nhạc dành cho kẻ yếu đuối, những đứa bé sợ người lớn và những chuyện của người lớn. Những đứa bé chỉ thích chuyện cổ tích, đôi khi cũng có những chuyện của người lớn giống như cổ tích, lâng lâng và buồn buồn. Hát cho Võ Đại Tướng. Thưa bác, sáng nay con đi tập thể dục, có hai thằng cha ghét nhau tưởng như muốn giết nhau đã ngồi hút thuốc cạnh nhau bên bờ bãi trước, nhưng ngón tay cứ khum khum che lửa. Ngón tay của dân một đời sóng gió, chắc họ tha thứ cho nhau trước bác và trước biển. Thưa bác, cả ngày con ngồi xem người Việt tiễn bác trên tivi. Mặc dù 20 năm nay con không xem tivi, kể cả bọn Hollywood làm phim, con mê lắm, chúng nó bỗng trở nên nhạt nhòa. Cả nước hình như cũng vậy. Suốt ngày ở đây chỉ có tiếng nhạc cầu siêu thiêng liêng và những khúc ca một thời hào hùng. Lần đầu tiên con được sống trong âm nhạc thanh khiết ở Vũng Tàu. Những người khỏe mạnh đều về thành phố tiễn bác. Con bệnh quá không đi được, đành ngồi với mấy cựu chiến binh già. Chẳng ai còn giọt nước mắt nào chảy xuống, nhưng ở sâu, sâu thẳm trong lòng, chúng con đều có một dòng chảy ngược lên.
sống ở trên đời nếu có thể, hãy làm một điều tốt nào đó cho người khác nhiều hơn cho mình. Đêm qua, bác về đỉnh núi nơi ở của Đại Bàng, lặng ngắm biển quê hương. Trên dãy núi lớn ở đây, sáng nay mây đen quần vũ, thương Đại Bàng nơi này không có vinh hạnh ở bên bác. Có cậu doanh nhân cứ điện thoại cho con bằng được để nhờ viết bài hát cầu siêu bác. Họ đã chung tiền nhau làm một tượng lớn như tượng Đức Thánh Trần, như quan công của Trung Quốc. Họ còn bảo yêu bác hơn vì bác là vị thánh của người Việt hơn, linh hơn, lại gần gũi hơn. Tôi không viết được đâu, nhờ người khác đi. Chúng tôi thấy hình anh ngồi chơi đàn với đại tướng đăng đầy trên mạng này, nhưng tim tôi bé quá, không chứa nổi một nhân cách quá lớn như bác đâu. Con chợt nhớ bản giao hưởng anh hùng của Beethoven gửi tặng Napoleon, nhưng tác giả đã xé đi lời tặng khi biết quân Pháp tràn sang Đức, quê hương ông. Ngày được gặp bác, con run quá, hát câu nọ sọ câu kia. Bác ngồi lặng yên nghe, chẳng nói gì. Rồi cả nhà bừng lên khi cháu nội bác bi bô bài đổi him lam gì đó. Mắt bác lúc đó mới thấy vui. Bác chỉ vui khi nhớ lại một thời đẹp đẽ, cái thời giành độc lập sau đẹp thế bác nhỉ. Viết đến đây con muốn khóc. Cái thời người Việt hy sinh tất cả để có độc lập sau đẹp thế bác ơi. Cô Đặng Anh Đào dạy văn con, một hôm bảo: "Tiến đến hát cho anh Văn nghe bài Tôi cô đơn như một ngọn cờ đi." Anh Văn thích nghe bài đó lắm. Cô là em đại tướng phu nhân nên con tin. Bây giờ bác xa rồi, con vẫn nhớ đôi mắt lặng yên của bác khi nghe bài hát về nỗi cô đơn của người anh hùng. Ở đây có một bức nhạc ảnh rất quý, đại tướng đệm đàn cho nhạc sĩ Trần Tiến hát Tôi cô đơn như một ngọn cờ. Tôi cô đơn như một ngọn cờ bão giông, ngọn cờ khát khao, ngọn cờ xé nát trong lòng đạn thù, ngọn cờ quấn quanh thi hài người lính, ngọn cờ vút bay trong niềm khao khát tự do. Bài hát này nhạc sĩ Trần Tiến viết khi đọc những dòng chữ cuối cùng trong nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Bác có giây phút nào cô đơn không? Chắc là không. Con người bác lớn hơn cả nỗi cô đơn thường tình của người anh hùng nhiều lắm. Bác là thánh rồi. Những ngày nằm bệnh bác vẫn thầm thì căn dặn, tưởng như quanh mình vẫn còn đó bóng đồng đội thân yêu, áo chấn thủ sờn rách, chân đi dép cao su run run cơn sốt rét. Bô xít, Tây Nguyên đừng để kẻ thù nhòm ngó nước ta. Bác ơi con lại khóc rồi. Những vị anh quân, những vua hiền như bác, như cụ Hồ cứ suốt đời lo cho người khác thế ư? Con người có nhiều cách sống riêng, con thường trọng những người sống từng ngày cho người khác nhiều hơn cho mình.